Rồi, hello, xin chào anh em. Chào mừng em đến kênh của Thắng Biker. Thì hôm nay tiếp tục lại cập nhật cho anh em một cái lô xe mô tô cũ mới về ha. Thì hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng của Phương Nam Mô Tô. Thì cửa hàng là chuyên bán về mô tô và xe máy các loại luôn anh em nhé. Thì hôm nay có một số dòng xe 150 mới về, cực hot luôn. Nên mình sẽ cập nhật báo giá cho anh em một lô xe mới về. Toàn hàng hot về không anh em ạ? Đấy, ok. Thì bây giờ anh em cùng mình vào để tham khảo coi những dòng xe nào có mặt tại cửa hàng nhá. Mình sẽ báo giá cập nhật cho anh em để anh có thể là tham khảo để biết giá từng chiếc, anh có thể là tới mua một chiếc xe hợp lý và vừa túi tiền của mình ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay video là quay cái camera lại để review từng chiếc, báo giá cho anh em luôn ha. Rồi, ok. Rồi, thì đây là địa chỉ cửa hàng của siêu thị mô tô xe máy Phương Nam. Đấy, thì cửa hàng nằm ở địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Xi An, Bình Dương. Và số điện thoại cửa hàng là 092 770 4848 nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cập nhật cho anh em cái dòng xe 150 hiện tại mới về. Thì rất là nhiều dòng xe cực kỳ hot, cũng như dòng Yamaha SXR 155, MT 15 và R15 thì, và những mấy dòng GX thì hầu như là lúc nào cũng có mặt tại cửa hàng. Bây giờ mình sẽ đi vào cập nhật cho anh em một số con mới về để bên ngoài này. Đây, xe thì rất là nhiều dòng ha. Đây, mới về thì có MX này, MX thì như mới về chưa có giá. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật cái dòng 150 trước cho anh em nhé. Đây, chiếc đầu tiên mình sẽ cập nhật cái giá cái dòng MT15 cho anh em nhé. Đây, đây là chiếc MT15. Đấy, dòng này thì cũng rất là hot trên thị trường. Đấy, rất là hot luôn. Nên mà cửa hàng nhập về cũng khá là ít, tại vì cũng ít người bán anh em nhé. Đấy, con này thì mình thấy là xe còn khá là mới. Mình sẽ xem. Con này thì đăng ký 2021 luôn nhé, biển số 47. Đấy, hiện tại cửa hàng bán con này là 60.900. Con này thì sẽ là zin từ đầu đến đuôi, chỉ lên một cái trong đổ thôi. Đấy, đây mình sẽ xem ô đô con này anh em nhé. Đó, xe này kiểu dáng thể thao rất là ngầu luôn. Đây, đây chủ xe thì có lên khóa chống trộm này. Đấy, xe siêu đẹp luôn anh em ạ, đăng ký 2021. Đấy, biển 47, lốp còn rất là mới. Mình chưa xem ô đô nhưng mà lốp còn rất là mới luôn. Ô đô con này đi 6.305 cây nhé. Đây, đấy, mới đi hơn 6.000 cây xíu. Nói chung là xe như mới luôn anh em nhé, tin đét luôn, chỉ lên mấy cái chống đổ thôi. Đấy, nên anh em mà đang quan tâm tới cái dòng MT15 mà định mua một chiếc mới á, thì anh em mua con này nó hợp lý hơn. Đấy, vì xe rất là mới đi có hơn 6.000 cây. Đấy, hầu như là không có vết chảy xước gì hết nha anh em nhé. Thì cửa hàng vẫn có hỗ trợ trả góp này, bao rút hồ sơ và có giao lưu với tất cả dòng xe nhé. Rồi, chiếc thứ hai giới thiệu anh em là chiếc R15 V3 của Yamaha. Thì mấy cái dòng này thì cũng khá là hot, nhưng mấy cái dòng này hot trên thị trường lắm, mà xe cũng khá là nhiều. Cửa hàng xe R15 khá là nhiều luôn. Con này thì biển 59/2019 nha anh em nhé. Giá con này hiện tại cửa hàng bán là 56.900. Con này thì mình thấy là có lên chống đổ ha, lên chống đổ bô zin, đuôi zin. Đấy, đấy, mình sẽ xem ô đô con này cho anh em nhé. Xe trong nhà cũng khá là nhiều, mình sẽ quay mấy con ở ngoài cho kỹ anh em xíu thôi. Xíu mình sẽ đi vào bên trong nhà để quay cho mình trong nhà chị em ha. Con này mới đi 7.000 cây. Đấy, xe zin đét luôn. Rồi, thì hôm nay thì về có hai màu vàng đen và vàng xám này. Đấy, vàng đen vàng xám, nếu anh em mà đang quan tâm. Dạ dạ, phong ở trong nhà. Yeah. Đấy, hôm nay thì có về màu vàng đen và màu vàng xám này. Hôm trước thì có anh em hỏi mình này, thì hôm nay đã mới về cũng được hai chiếc. Đấy, không biết trong nhà còn không, nhưng mà ở ngoài thì mới về hai chiếc này. Con này thì màu vàng đen này, con vàng đen biển 69 em nhé, 2019 luôn. Giá hôm nay là 52.900. Con này thì có lên chống đổ này và kính chắn gió đồ chơi.
Đấy, đuôi zin bô zin em nhá. Mình xem màu đồ con này bao nhiêu rồi ha. Con này đi 14.000, hơn 14.000 cây. Đấy, đi hơn 14.000 cây anh em nhé. Đó, đi hơn 14.000 cây. Nói chung là máy móc thì thầm. Đó, lên kiểu bao tay đồ chơi này. Đấy. Ok nha anh em. Rồi, còn chiếc này. Chiếc màu xám vàng. À, con này thì biển 59 luôn, đăng ký 2019 nhé. Giá con này cửa hàng đang bán là 56.900. 56.900 em nhé. Đấy, lên con này thì lên chống đổ nè và cắt đuôi rồi. Đó, lên cái bọc in khác rồi. Đấy. Con này thì cũng lên kính chắn gió này. Tiếp theo, màu một con màu đen nhám, con này biển 71 nhé. Đăng ký 2021 luôn. Giá hiện tại cửa hàng bán con này là 58.900. Đấy, đăng ký 2021, xe rất là mới luôn. Con này cũng lên chống đổ này. Đèn trở sáng, đuôi zin và bô zin luôn. Đấy. Rồi, còn bên trong này ha. Bên trong này thì những dòng R15 ở đây thì rất là nhiều luôn. Đấy, rất là nhiều đây. Ok. Rất là nhiều mẫu khác nhau. Đây mình sẽ lướt qua cho anh em cái giá rồng R15 nhé. R15 thì khá là nhiều. Con này 29 thì giá cũng là 57 này. 57 triệu anh em nhé. Đấy, chung là từ 55 đến 57 đầy 29 này. Con này đầy 29 là 55 triệu này. Đấy. Biển 66 à. Biển số 66 nhé. Đấy, xe zin đét luôn. Con này thì đăng ký 2020, biển 38, giá con này là 52.900. Rồi xe khá là nhiều nên mình chỉ lướt qua cho anh em có thể tham khảo giá. Còn anh em biết thêm chi tiết hơn thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho cửa hàng nhé. Cửa hàng sẽ cung cấp thông tin hình ảnh kỹ hơn cho anh em. Đấy, xe tại cửa hàng khá là nhiều xe. Đây, R15 thì hầu như lúc nào cũng có tại cửa hàng nhé. Đây, con này thì đăng ký 2020, biển 69, giá là 57.900. Đấy. Đây là con này. Con này cũng 29, 54.900. Con này cũng là xe zin nha anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để cập nhật cho anh em này. Đây, R15V3. Con này 2018 này. Giá cũng khá là mềm, 48.900. Đấy, tem Movita. Con này thì đã cắt đuôi này. Đó, mình thấy là lốp sau trước còn khá là dày. Đấy, mình sẽ xem là ô đô con này bao nhiêu nhá. Con này khá là mềm, 2018. Đấy, nếu như mà ít biết tiền xíu thì lại kiếm con này này. Mình thấy là bình xăng này. Đó, không một vết chảy luôn. Ô đô con này là ô đô mới đi 8.205 cây. Đấy, mình thấy là tuy nó đời 2018 nhưng đi ít anh em nhá. Đây, còn chỉ màu này. Nếu anh em đang quan tâm đến cái dòng R15 thì anh em nên mua con này nhá. Giá có hợp lý. Thì nó từ 2018 nhưng ô đô nó cũng khá là ít, đi ít ha. Đấy, mua là hợp lý ha. Rồi, ở bên trong. Bên trong thì rất là nhiều dòng xe khác, sẽ đi vào bên trong ha. Đấy. Đấy, bên ngoài này thì cái dòng phân khối lớn cũng mới về rất là nhiều. Đấy, em có thể thấy rất là nhiều dòng phân khối lớn về nhá. Mình sẽ cập nhật sau cho anh em. Và anh em muốn mình review những dòng xe nào, báo giá những dòng xe nào thì em thấy comment bên dưới cho mình biết nhá. Đấy, mình sẽ làm video để báo giá cho anh em ha. À, mình sẽ vào bên trong nữa ha. Rồi, bên trong này thì có con Rama SXR mới về. Con này biển 95 anh em này. Đấy, mới về xong. Xe siêu keng. Đấy, có lên khung chống đổ này ha. Khung chống đổ này, anh em xem máy móc này. Đó. Xe rất là mới luôn. Hiện tại thì cửa hàng đang bán con này là 73.900, đăng ký 2021 luôn em nhé. Biển 95 SXR 155 của Yamaha.
nó anh em mà thích cái kiểu dáng cổ điển này, à, kiểu dáng cổ điển mà ngồi tư thế ngồi thoải mái, chở ngồi ngồi sau cũng thoải mái thì con này là hợp lý. Đấy. Đó, anh em có thể thấy không, xe cực kỳ đẹp luôn. Hầu như anh em mua con này về thì chỉ chạy thôi. Nếu mà anh em đang quan tâm mua một con mới thì mình nghĩ là con này là hợp lý hơn, vì con này kiểu mới đi hơn 1000 cây thì kiểu mới đi rodai xong rồi. Đấy. Cửa hàng thì bao máy móc cho anh em, bảo hành cho anh em luôn, anh em yên tâm luôn ha. Đó, bao rút hồ sơ các kiểu ha. Rồi. Đấy, có về hôm nay thì về có một cây Honda, một cây đó, con này Honda một cây, con này cũng siêu mới luôn, biển 48 mà. Đấy, con này sẽ xăng tăng tiền tí 1%, biển 48, đấy, 2021, giá nó là 68.900.000, siêu keng luôn anh em nhé. Đấy, môn cây rất đẹp luôn, đa môn cây ha. Rồi, bên dưới còn một số cái mẫu hot nữa, mình sẽ cập nhật cho anh em luôn. Đấy. Tiếp theo là dòng Yamaha Vision 155 nữa này. Đấy. Thì con này biển 86, đăng ký 2018. Giá cửa hàng bán con này là 44.900.000, 44.900.000. Hầu như là đợt này về mẫu hot rất là nhiều luôn. Con này còn dòng GSX mới này, GSX mới là bao nhiêu ta? Đây này. 59.900.000. Đấy. Đây là dòng GSX mới chưa ra biển. Đấy. Đang giao mà cần. Thì bên dưới thì cũng có dòng GSX dòng S nữa nhá. Dòng S thì dòng S là bao nhiêu ta cần? Mới đang bán là 51.000.000 bao VAT. Dòng S mới là 51.000.000. Là bao VAT cho anh em luôn. Đây là dòng GSX dòng R này. Đấy. Nói chung là dòng R mới cũ đều có hết nhá. Bên phía dòng S xíu mình sẽ quay lại cho anh em. Đấy. Chưa ra biển luôn. Rồi bên dưới này còn là rất là nhiều mẫu ha. Cực kỳ hot luôn. Đây, đến đây thì báo giá luôn cho anh em mấy con. Đây là dòng KTM. Đấy. KTM Duke, 200cc. Đây hiện tại còn 2 con. Thì chiếc đầu tiên, chiếc này là biển 7, biển số thành phố ha. Giá nó là 72.000.000, còn con này ha. Và con tiếp theo cũng là 216, con này là 66.000.000 em nhé, 66.000.000 hai con KTM. Nói chung là cái những phiên bản này là ABS em nhé. Đấy. Rất hot. Rồi, còn một chiếc hot nữa là dòng cào cào của Kawasaki. Đó. Tên là G-Tracker. Đó, G-Tracker. Con này đăng ký 2020, biển 70 em nhé. Giá nó là 59.900.000. Đấy, 59.900.000. Thì tất cả xe tại cửa hàng thì đều có những cái bảng niêm yết giá thế này, nên em đến cũng rất là dễ tham khảo ha. Rồi, tiếp theo báo giá luôn cho anh em một con Kawasaki VK175. Con này đăng ký 2018, giá là 58.900.000 anh em nhé. Đó, của Kawasaki. À. Đây, con R15 đây thì rất là nhiều này. Đó, R15 con này thì 29 này, giá 54.900.000. À, cũng là một mẫu bán vàng xám đấy. 29 biển 67. Đây và một con mẫu hot tại cửa hàng. Thì con này là CBR15ER 2022 luôn. Đấy. Bao rút hồ sơ, bao VAT. Con này là 69.900.000. Ồ, con này là xe mới sao ta? Đó, mình sẽ xem model con này nè. Con đã xe mới hay chưa nè. Model con này 267 cây. Đấy, 267 cây em nhé. Đây. Chưa ra tên luôn em nhé. Bao VAT luôn cho em luôn. 2022, giá là 69.900.000. Nếu anh em đang cần một con CBR 150ER mới, đời mới 2022, thì con này là một chọn khá hợp lý. Đấy.
Rồi, còn bên dưới thì R15 và những mẫu khác mình sẽ cập nhật nhanh cho anh em nhé, vì xe rất là nhiều. Con này thì đăng ký 2019 này, giá nó là 52.900.000, biển 68 nhá. Con này biển 68 luôn. Đấy. Còn bên dưới thì dòng R15 khá là nhiều mẫu. GX thì hôm nay thì mẫu mới nhiều, mẫu cũ thì bên này cũng có mấy chiếc này. Đây, cũ ha. GX thì giá cũng khá là mềm thôi anh em ạ. Đây. Con này thì có 38.900.000 này, hồ sơ rút sẵn rồi, đăng ký 2018. Đấy. Xe thì bô zin cắt đuôi thôi, anh tiêm chùm ha. GX này cũng giá quá mềm luôn anh em ạ. Con này đăng ký 2019 này, 50.900.000, biển 70. Con này biển 70. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống bên dưới. Đây còn CBR trên này, này. Quá nhiều xe nên mà để hơi bị chật xíu. Con này CBR 150R biển 83 2018 nhá. Giá con này là 60 triệu luôn anh em nhá. Trên cái bom Mivu. Đấy, hầu như là 28 29 hầu như là 60 triệu. Đấy. Ok. Mình sẽ bên xuống bên dưới sao đó. Xe rất là nhiều nên mình sẽ lướt qua để cho nó rút ngắn cái thời gian video của anh em á. Nhưng mà quay review kỹ có thì sẽ rất là lâu. Đây là một em cũng là CBR 150R 2020. Đăng ký năm nào đây? Không thể đăng ký ta. À đăng ký 2020 biển 66, giá là 53.900.000 anh em nhé. Đấy, đăng ký 2020, xe cũng rất đẹp luôn, màu xám, xám đen. Đấy. Ô đô con này nhé. Ô đô con này là 16.475 cây. Đấy, 16.000 cây, xe zin đét luôn nhá. Đấy, còn đây R15 nữa này. 51.900.000, con này thì đăng ký 2019 nhá. À, con này chỉ cắt đuôi lên một cây chống đổ rất là xịn sò của anh tự chế. Đấy. Đây. Con này 2020 giá là 52.900.000. Đấy. Rồi. Mình sẽ xuống bên dưới đến dòng Next. Dòng Next cũng khá là hot, như đây thì có TX và dòng GX S mới ha. Đây có con TX này, biển 68 2017 nhá. Giá con này chỉ 42.900.000 thôi. 42.900.000 anh em nhé. Đây. Mấy cái dòng GX này thì hôm trước thì hầu như mình cũng có báo giá sơ qua cho anh em rồi. Con này 2017 luôn. Đấy. 40.900.000 lên một coi bô AK lên chống đổ nha, cắt đuôi rồi. Hầu như cái mẫu TX này thì nó nhìn cũng khá là thể thao. Đó, nhìn khá là hầm hố. Nhìn nó giống như một con Z1000 mini anh em ạ. Đấy, cuộc upside down này, đuôi cũng vút này. Đó, nói chung là kiểu dáng thể thao, như bạn nào trẻ trẻ tuổi đi cũng khá là hợp lý. Đó, máy cũng khá là mạnh nhá. Rồi, tiếp theo cũng là TX, con này 2017 luôn. Biển 60, giá là 42.900.000. Con này kìa, đuôi zin, bô zin nhá. Đây. Đây. Con TX này thì cũng nhiều mới về, sao chưa thấy giá gì đấy. Con này thì cũng mình nghĩ là cũng cỡ 42 thôi. Lên tay thắng tay côn Nissin. Đèn trở sáng này. Đó. Đèn rất là nhiều ốc titan rồi, bên dây dầu đồ chơi. Ốc titan rất là nhiều rồi. Đây là một số dòng GX mới này. GX mới thì hôm nay có báo giá là 52 triệu. Đấy, bao VAT luôn. Có nhiều xe. Đây cũng có một con GXR 150 đăng ký 2019 nha, biển 66. Con này thì cửa hàng đang bán là 41.900.000. Con này thì lên kính chắn gió đồ chơi rồi. Đấy. Ok. Có nhiều xe. Đấy. Thì mình mới lướt qua một số con xe 150 cho anh em ha. Còn anh em muốn biết thêm chi tiết các dòng xe khác thì em thể là comment bên dưới cho mình biết nha. Mình sẽ làm video khác để báo giá những dòng xe khác cho anh em. Còn bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Mình sẽ đọc lại địa chỉ và số điện thoại để anh em mà tới xem xe thì có thể liên hệ nha. Địa chỉ cửa hàng là cửa hàng Phương Nam Mô Tô. Địa chỉ là số 5, đường Lý Thường Kiệt, Gian Bình Dương,
số điện thoại là 0927704 8. Còn anh em mà đang xem video mà trên kênh của mình, hãy cho mình một đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ ủng hộ cho mình. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái clip tiếp theo.